Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề xung quanh chúng ta chương trình này đáng lý được phát trực tiếp trên facebook và được phát lại trên youtube tuy nhiên thì bên facebook của phong đã không phát livestream được đành phát lại trên youtube mà thôi cáo lỗi cùng tất cả khán giả bên facebook và quý vị trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay thì thảo luận đặc biệt ngày hôm nay thì một cái bài báo của tờ times magazine đưa ra và họ có cuộc thăm dò ở các quốc gia, 10 quốc gia Đông Nam Á cho thấy rằng cái chính sách mềm dẻo của phải nói là cái phương thức mềm dẻo của Joe Biden thì đúng hơn, không phải là chính sách, chính sách là cái hướng đi của quốc gia thì cái chính sách mà chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ trong cái chiến lược Indo-Pacific này đã bị dậm chân tại chỗ mấy năm nay và cuộc thăm dò mới nhất của tờ Times Magazine cho thấy rằng là cái thái độ lừng khừng của Joe Biden đã khiến cho nhiều quốc gia ở Đông Nam Á đã tăng cái phần thiên về phía Trung Quốc nhiều hơn so với trước đây và đây là một trong những cái điểm cho thấy rằng là cái thái độ của Joe Biden đã làm cho cái chính sách quay trục về Á Châu của Hoa Kỳ đã bị khựng lại trong mấy năm qua quý vị chúng ta đi vào trong cái bản tin của tờ Tham Magazine trước đi rồi sau đó chúng ta mới đi vào phân tích xem và cũng may là chúng ta chỉ còn có vài tháng nữa thôi chứ nếu không thì sẽ trở ngại rất lớn cho Hoa Kỳ trong cái chiến lược trở chuyển trục về á châu, quý vị, các quốc gia đông nam á dường như đã nghiêng về phía trung quốc. Cuộc thăm dò cho thấy có một cái kết quả được xem là khá là phức tạp. Lần đầu tiên trong 5 năm, các quốc gia đông nam á đã được thực hiện một cuộc thăm dò thường niên cho thấy họ là nhìn về cái đối tác của họ. Nếu như họ phải điều chỉnh cái chính sách của họ với trung quốc và hoa kỳ, và trung quốc gần như là qua mặt hoa kỳ trong cái sự chọn lựa của các quốc gia ở hiệp hội các quốc gia đông nam á gọi tắt là asean trong cái cuộc báo cáo mới nhất từ một tổ chức chiến lược ở tại Singapore có tên gọi là IC à, và cái người và cái việc chiến lược này gọi là ICU Stop in Institute và các chuyên gia cảnh báo rằng việc này là do tình trạng họ nghiêng về phía Trung Quốc trong cái cuộc gọi là đối đầu này với 2.000 người trên 10 quốc gia ở Đông Nam Á cho thấy rằng là câu hỏi được đặt ra nếu như khối ASEAN phải bị buộc phải điều chỉnh của họ với lại các cái đối thủ chiến lược thì họ sẽ chọn bên nào. Và trong năm nay, 7 trong số 10 quốc gia gồm có Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Malaysia à, Miến Điện và Thái Lan à, gần như là đã thiên về phía Trung Quốc nhiều hơn so với năm ngoái và con số thay đổi rất lớn từ Lào và Malaysia. Từ Lào và Malaysia, số lượng mà ủng hộ cho Trung Quốc là từ 20.3% lên tới 29.5% và cùng một lượt thì cái số lượng ủng hộ cho Trung Quốc giảm đi ở Singapore, Philippines và Việt Nam và tính toán trong vấn đề cái cái khối ASEAN kết quả từ 10 quốc gia này cho thấy rằng là có 10% trong tổng số dân số họ khác biệt ở Brunei là cái quốc gia nhỏ nhất trong khối ASEAN và có dưới khoảng nửa triệu người trong khi đó thì Indonesia là quốc gia lớn nhất ở khu vực với 280 triệu người và cái cuộc thăm dò của IC cho thấy là cái cuộc tiếp cận này là vấn đề quyết định giữa Asia dựa trên cái sự gọi là bình đẳng đó là phát biểu của Shalansi được xem là giới chức cao cấp của cái viện nghiên cứu của khối ASEAN và là tác giả của một cái bản báo cáo thường niên đã nói với tờ báo Times Magazine và Việc này đã dẫn tới tình trạng gọi là đã có sự chia rẽ trầm trọng trong khối ASEAN và điều này cho thấy rằng là cái mức mà ủng hộ của Hoa Kỳ đã giảm sút ở tại Đông Nam Á. Và bảy quốc gia trong số 10 quốc gia đã có một cái thái độ thiên về phía Trung Quốc, trong đó mạnh nhất là Lào và Malaysia. Tới từ 20 20.3% mà lên tới 29.5% sau 3 năm dưới quyền của Joe Biden. Trong khi cuộc thăm dò thường niên trước đó cũng từ viện nghiên cứu của Singapore dưới thời của ông Trump. Thì mặc dù là vẫn lên tiếng than phiền và, và trách Hoa Kỳ tại sao phải ép chọn một trong hai. Nhưng các cuộc thăm dò cho thấy là hầu hết ngoại trừ là Việt Nam, Lào và Campuchia là ba quốc gia đứng về phía Trung Quốc, thiên về phía Trung Quốc. Trong khi đó ba, bảy quốc gia còn lại thì thiên về phía Hoa Kỳ họ thiên về phía Hoa Kỳ và số lượng ủng hộ cho Hoa Kỳ là 39%. Thì quý vị, rõ ràng là cái con số này nó đã có sự khác biệt rất lớn. Và bây giờ với cái chính sách đổi chính phủ qua Joe Biden thì cái số lượng mà bắt đầu thiên về phía Trung Quốc nhiều hơn. Lý do này, tại sao dẫn tới lý do này? Đầu tiên hết là chúng ta phải thấy rõ cái chính sách của Joe Biden với lại phía của Trung Quốc rõ ràng có một cái sự rất mơ hồ. Đặc biệt đặc biệt là cái hồ sơ của đài loan hồ sơ của đài loan đã ảnh hưởng rất nhiều cho cái quan điểm của các quốc gia đông nam á bởi vì cho tới giờ phút này một mặt vẫn bơm vũ khí bán cho đài loan hỗ trợ cho đài loan thậm chí là có binh sĩ của hoa kỳ có mặt trên đảo quốc đài loan để huấn luyện cho các binh sĩ của đài loan nhưng mà về mặt chính thức cho bên nói rằng ông ta vẫn tôn trọng cái one china policy hay còn gọi là one china principle của Trung Quốc. Chính vì cái thái độ mơ hồ này khiến cho các quốc gia trong khối ASEAN đã phải đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi là như thế nào? Thứ nhất là ủa như vậy thì một mặt ông vẫn coi trọng cái vấn đề của một nước Trung Quốc, một mặt khác ông vẫn bơm vũ khí cho Đài Loan. Thì cái lập trường của ông là cái gì? Khiến điều này đã khiến cho các quốc gia ở tại Đông Nam Á trở nên hoang mang hơn và thứ hai đấm trung quốc một phát thì ông ta lùi lại hai phát và gần như là ông ta không có cái hành động cứng rắn với trung quốc trong mấy năm qua đặc biệt trong cái hồ sơ nhân quyền quý vị ngay sau khi mà ông ông trong rời khỏi nhiệm vụ và cho bên lên chính bộ ngoại giao của dưới quyền cho bên nhận định tiếp theo cái nhận định của chính quyền trước đó của ông trump là cái hành động đàn áp ở tân cương là cái hành động diệt chủng rất rõ ràng nhưng mà trong mấy năm nay, Joe Biden đã không làm gì ngoại trừ à, cái việc gọi là cấm một số mặt hàng từ Tân Cương. Nhưng mà cuối cùng nó đi qua những quốc gia khác nó vẫn lọt vào Hoa Kỳ. Thì các vị, do đó họ cho rằng cái chính sách đầu tiên cái phương cách gọi là của ông ông Joe Biden đã không có một cái lập trường rõ ràng trong cái chính sách chuyển trục về Á châu của Hoa Kỳ, tức là Indo-Pacific. Thì các vị, họ thấy mơ hồ, họ không biết là Joe Biden muốn cái gì một mặt thì vẫn tiếp tục duy trì đối thoại với Trung Quốc và thậm chí là gửi rất nhiều viên chức nội các tới Trung Quốc. Một mặt thì vẫn áp lực các quốc gia đồng minh và đối tác là phải ngưng cung cấp về kỹ thuật cho Trung Quốc đại khái như vậy và áp dụng cái gọi là đưa vào danh sách đen với một số những công ty của Trung Quốc. thì họ mơ hồ họ không biết là lập trường của Hoa Kỳ bây giờ như thế nào. đây là điều thứ nhất mà tôi nói rằng nó đã gây ảnh hưởng tới cái uh, chính sách chuyển trục của Hoa Kỳ về Á Châu khiến cho nhiều quốc gia nghiêng vào khí Trung Quốc. Tại vì họ không biết được cái lập trường của Hoa Kỳ như thế nào. Mặc dù ông nói, ô chúng tôi không ép. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị, chúng ta thấy rõ ràng cái chính sách trong mấy năm nay về chuyển trục về Á Châu gần như là dậm chân tại chỗ, không có tiến triển nhiều. May là Philippines đổi chính phủ và Ferdinand Marcos Jr. chủ động tiếp cận lại phía Hoa Kỳ. Chỉ có một mình Philippines là do ông Marcos chủ động thôi, còn phía châu Ân vẫn thụ động không hề có một cái hành động chủ động nào hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai chính sách cực tả của ông ta về vấn đề môi trường quý vị, hầu hết tất cả các quốc gia của khối Đông Nam Á, trừ Singapore và Malaysia là hai quốc gia được xem là có cái mức tăng trưởng kinh tế cao nhất hai quốc gia này, thứ nhất là Singapore, thứ hai là Malaysia. Trừ hai quốc gia này ra, tám quốc gia còn lại đều nằm trong tình trạng là những quốc gia đang phát triển. Ngay cả Malaysia có một cái nguồn lợi tức cao và GDP lớn, nhưng mà họ vẫn nằm trong quốc gia đang phát triển. Còn Singapore là quốc gia đã phát triển, có một cái mức lợi tức cao nhất gì thế giới. Thì quý vị, trừ hai quốc gia này ra, tám quốc gia còn lại đều nằm trong tình trạng những quốc gia đang phát triển. Thì quý vị, do đó khi mà họ nằm ở cái à, cái à, Gọi là cái à, Cái dù là quốc gia đang phát triển Họ cần phát triển kinh tế Và khi cần phát triển kinh tế Thì điều quan trọng nhất Là xây dựng hạ tầng cơ sở Khai thác những cái nguồn tài sản quốc gia Và thúc đẩy phát triển kinh tế Đây là hai cái điều kiện tiên quyết của họ Thì quý vị Chính sách Joe Biden đi về môi trường Đã giới hạn sự phát triển của những quốc gia này thứ nhất là ông ta bắt đầu siết chặt cái nguồn năng lượng gọi là à, nhiên liệu hóa thạch và cái nguồn năng lượng này ông ta cho rằng gây ô nhiễm Thảy ra khí carbon quá nhiều và thậm chí là thảy ra khí metan quá nhiều và ông ta giới hạn những quốc gia nào mà không tuân thủ tất cả những cái quy tắc mà ông ta đưa ra về bảo vệ cho môi trường thì họ sẽ bị giới hạn rất nhiều họ sẽ bị kèm kẹp rất nhiều thay vì trước đây tôi lấy ví dụ cộng sản việt nam đi mỗi một năm nhận khoảng 5 triệu Mỹ Kim từ cái quỹ USA dành cho những quốc gia đang phát triển. Thì bây giờ số tiền này còn lại 3 triệu thôi. Tại vì Việt Nam không tuân thủ tất cả những cái yêu cầu gây gắt về môi trường là bị cắt bớt đi cái ngân sách này. Tương tự như vậy, những quốc gia khác như Indonesia, Philippines, Thái Lan hay là Brunei, họ có nhu cầu phát triển kinh tế. Và khi phát triển kinh tế thì không tránh khỏi việc gây hại cho môi trường khi mà bắt đầu phá rừng, à, khai hoang, xây dựng những hạ tầng cơ sở về à, xây dựng những hạ tầng cơ sở về à, đường xá, về cầu cống, về đường ray xe lửa, vân vân và vân vân. thì quý vị những quốc gia này không những là họ bị giảm đi cái phần hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ mà bên cạnh đó họ còn bị làm khó hơn trong việc vay tiền của IMF, World Bank và ADP Joe Biden thông qua cái chính sách gọi là à, gọi là giảm đi cái tình trạng toàn cầu bị hâm nóng ông ta đã áp lực World Bank, IMF và ADB là phải đặt ra cái khung quy tắc mới về môi trường khiến cho những quốc gia này muốn vay nợ để mà xây dựng hạ tầng cơ sở càng gặp khó khăn hơn và điển hình là Indonesia Indonesia là quốc gia đông dân nhất tại Đông Nam Á họ đang có nhu cầu rất lớn về xây dựng hạ tầng cơ sở 280 triệu dân mà quý vị và cuối cùng họ không vay được nợ của IMF của World Bank chỉ vì những chính sách bảo vệ môi trường của Joe Biden khiến cho Indonesia phải vay nợ trên cái chương trình một vành đai một con đường của Trung Quốc tất cả các quốc gia này trừ Singapore kể cả Malaysia chín quốc gia còn lại và kể cả Philippines đã chuyển trục và thân cận với Hoa Kỳ hơn và đang bị Trung Quốc làm khó làm dễ thì quý vị Chính quốc gia chín quốc gia trong khối Asia đã vay nợ trên cái chương trình một vành đai một con đường của Trung Quốc tức là One Belt One Road Initiative thì quý vị chính vì vậy mà họ đã bắt đầu nghiêng về phía Trung Quốc tại vì phải thỏa mãn Trung Quốc thỏa mãn những đòi hỏi của Trung Quốc thì họ mới được vay tiền để phát triển hạ tầng cơ sở trong khi đó Joe Biden một mặt muốn lôi kéo họ về phía của Hoa Kỳ và các đồng minh nhưng một mặt khác ông ta lại áp dụng cái chính sách về môi trường Khiến cho họ bị giới hạn Bây giờ ví dụ đại, Ví dụ Đài Loan hay là Nhật Bản hay là Nam Hàn Họ muốn đầu tư, họ muốn cho vay tiền Nhưng mà những quốc gia này không đáp ứng được cái yêu cầu về môi trường Thì những quốc gia này sẽ giới hạn đầu tư và giới hạn rất nhiều Thì quý vị trừ có một mình ông Ferdinand Marcos Jr. Ông chủ động nghiêng về phía của Hoa Kỳ và ông chủ động đi gặp Joe Biden. Ông chủ động trong mọi thứ. Và cái chiến lược chuyển trục này một nước nghiêng về phía Hoa Kỳ thì đương nhiên nó sẽ được họ sẽ được hỗ trợ. Và quý vị do đó bây giờ Philippines đã được đầu tư khá nhiều. Đã được các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ bắt đầu dòm ngó đầu tư tới. Thì quý vị, đây là một cái điểm tốt cho ông ta. Thay vì phát triển cái điểm này, thì ông ta lại đính kèm cái nghị trình là thứ nhất là phải thay đổi luật lệ của các quốc gia đó siết chặt về môi trường và nâng cái gọi là cái quyền con người lên cao hơn một bậc. Nhất là vấn đề của giới đồng tính. Thì quý vị, Malaysia và Indonesia là hai quốc gia bảo thủ đa số là hồi giáo. Họ không chấp nhận chủ trương đồng tính. Nhưng mà Joe Biden áp lực tới. Do đó những quốc gia này mất tin tưởng vào Hoa Kỳ và mất tin tưởng vào Joe Biden. Do đó, quý vị, vì vậy mà cái cuộc thăm dò mới nhất mà tờ tham tư ra thì cái mức ủng hộ cho Trung Quốc ở tại Lào và ở tại Malaysia đã lên tới từ 20.3% lên tới 29.5%. Cho thấy rõ ràng là họ chống đối cái tư tưởng gọi là khuynh tả băng hoại mà Joe Biden đang áp dụng đối với xã hội của họ. Và thứ hai là sử dụng cái chiêu bài bảo vệ môi trường để giới hạn sự phát triển kinh tế của họ. Chính điều này đã khiến cho những quốc gia đã có cái suy nghĩ và thiên về phía Trung Quốc nhiều hơn. Họ bị không bị áp lực bởi những cái điều kia. Mặc dù những quốc gia này không có chung giá trị với Trung Quốc. Ví dụ như là ở Malaysia vẫn có bầu cử đàng hoàng họ không có cái giá trị chung với cộng sản trung quốc ngược lại lào thì có lào là cộng sản mà thì nước này mình không nói nhưng mà malaysia là cái quốc gia gần như là một quốc gia có chung giá trị nhưng mà cho bên lại áp lực rất mạnh và kể cả việc mà indonesia là một trong những cái đối tác quan trọng của hoa kỳ và là đồng minh chống khủng bố của hoa kỳ thì quý vị Joe Biden lần thần trong cái vấn đề thúc đẩy cái cuộc tiếp cận với Indonesia. Bây giờ thì Indonesia thay đổi cái uh, guồng máy của họ. Ông uh, quyết Đô Đô đã hết nhiệm kỳ. Người mới lên chính thức thay vì đi qua Hoa Kỳ trước, bây giờ bay qua Trung Quốc. Tổng thống, tân tổng thống của Indonesia, ông Waporo, bây giờ ông bay qua Bắc Kinh trước. Thì cứ vị thấy rõ ràng là những quốc gia này, họ đã cảm giác không được an toàn dưới triều đại của Joe Biden. Trừ phi là Hoa Kỳ thay đổi quần máy chính phủ. Cũng may là bây giờ chúng ta bước qua tháng 4. Từ đây tới tháng 11 còn 7 tháng. Và từ đây tới việc thay đổi chính quyền còn khoảng 9 tháng. Còn khoảng 9 tháng là có thể thay đổi một chính quyền mới. Và áp dụng cái chính sách cứng rắn hơn. Thì quý vị nó có thể giúp cho những quốc gia ở khu vực này dễ dàng chọn hơn. Còn bây giờ họ nghiêng về phía Trung Quốc. Và quý vị, đây chính là cái sự thất bại rất lớn trong chính sách đối ngoại của Joe Biden. Thất bại thứ nhất là để cho Nga tấn công Ukraine. Thất bại thứ hai để cho Hamas bất ngờ tấn công vào lãnh thổ Do Thái. Và thất bại thứ ba là cái mức ủng hộ Trung Quốc tại các quốc gia Đông Nam Á đã tăng lên so với cùng năm ngoái. Cùng thời kỳ năm ngoái tăng lên cao hơn. Thì quý vị, đây là cái chính sách hoàn toàn thất bại của Joe Biden mà nó cái sự thất bại này nó đi từ hai phần. Phần thứ nhất là cái uh, chính sách về môi trường của ông ta. Chính sách này đã khiến cho nhiều nước đang phát triển họ cảm thấy đây là một cái mức cản trở họ. Họ muốn phát triển kinh tế nhưng phải đáp ứng cái yêu cầu nghiêm ngặt của Joe Biden về môi trường. Thứ hai, là những xã hội ở Á Châu cũng tương tự như Trung Đông. Đa số những quốc gia Á Châu là những quốc gia bảo thủ. Thì quý vị, bây giờ Joe Biden lại nhồi nhét những tư tưởng chính trị băng hoại vào trong xã hội của họ. Muốn áp đặt họ phải thay đổi luật lệ, thay đổi cái guồng máy để mà đáp ứng cái yêu cầu của Joe Biden về chính trị băng hoại khuynh tả. Trong đó là phải nâng quyền của con người. Bây giờ quý vị nghĩ sao nếu Malaysia mà biểu treo cờ đồng tính lên? Malaysia hay Indonesia mà biểu họ treo cờ đồng tính lên. Do đó quý vị, những cái chính sách này của Joe Biden đã khiến cho một số quốc gia không cảm thấy an tâm, họ quay ngược mũi súng và bây giờ quý vị, cái mức nghiêng về phía Trung Quốc bắt đầu đã tăng lên rồi, mặc dù chưa bằng Hoa Kỳ. Mặc dù chưa bằng Hoa Kỳ số ủng hộ cho Hoa Kỳ, tức là những người cười, những người cư dân ở những quốc gia này tôi cái này là cuộc thăm dò dựa trên người dân nha quý vị không hề dựa trên chính phủ tức là 2.000 người được thăm dò này là những người dân bình thường ở tất cả 10 quốc gia Đông Nam Á thì quý vị thấy rõ họ không chấp nhận cái tư tưởng băng hoại của Joe Biden họ không chấp nhận cái trò áp dụng cái chính sách về môi trường của Joe Biden cho nên họ bày tỏ mối suy nghĩ này trong khi đó ở Việt Nam Singapore thì ở Philippines thì ba nơi này cái mức thân cận với Trung Quốc đã giảm đi. Quý vị thấy ra, mức thân cận với Hoa Kỳ giảm đi tức là họ người dân ở đây họ có khuynh hướng nghiêng về phía của Hoa Kỳ nhiều hơn. Quý vị coi lại cái bản tin bảy quốc gia Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia mà Miến Điện và Thái Lan là cái cái higher in favor of China, ok? Tức là họ có cái mức ủng hộ cho Trung Quốc cao hơn và lớn nhất thay đổi là Lào và Malaysia nhảy từ 20.3% lên tới 29.5%. Trong khi đó cùng một lượt thì người dân ở Philippines, ở Singapore và ở Việt Nam đã giảm cái phần gọi là thiên về phía Trung Quốc mà họ nghiêng về phía Hoa Kỳ. Đây là cuộc thăm dò không phải dựa trên cái chế độ cai trị hay là những chính quyền mà dựa trên người dân. Cho thấy rằng là cái những người dân ở những quốc gia này họ không chấp nhận được cái tư tưởng được xem là băng hoại phóng khoáng mà Joe Biden đang tìm cách áp đặt lên quốc gia của họ Vậy vì cái tôi đã nói quý vị Cái định nghĩa nhân quyền Nếu như mà mình chỉ đóng khung trên cái hiến chương của Liên Hợp Quốc Từ năm 1948 Thì những quốc gia này không có vấn đề Nhưng mà Joe Biden bây giờ mở rộng Cái định nghĩa nhân quyền lớn qua những cái chuyện khác Và vì nó được xem là xúc phạm tới tôn giáo Tôi có thể nói là xúc phạm tới tôn giáo Khiến cho nhiều quốc gia đã cảm thấy là không có thể tin tưởng được Hoa Kỳ Do đó, đây là cái những cái lý do mà tôi dẫn tới cho quý vị thấy là Joe Biden đã thất bại trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là cái chiến lược chuyển trục của Hoa Kỳ về Á châu, tức là chiến lược Indo-Pacific vốn đã được khởi đi từ cái thời của Obama nhưng người làm mạnh và đặt nền tảng là ông Trump. Do đó, muốn thay đổi cục diện này vào năm tới, điều đầu tiên hết là phải thay đổi cái chính phủ Hoa Kỳ và đưa ra cái lập trường rõ ràng. Quý vị thấy dưới thời ông Trump, ông đặt cái lập trường rất rõ ràng và ông gần như là áp lực các quốc gia tại Á Châu. Ông Mike Pompeo phải nói là cái ông ngoại trưởng mà bay qua Á Châu nhiều nhất trong các đời ngoại trưởng trước đây. Ông bay qua Á Châu nhiều nhất để mà vận động. Thì rõ ràng là ông Trump đã có một cái thúc đẩy rất mạnh trong cái chiến lược đối đầu với Trung Quốc tại Á Châu Thái Bình Dương. Nhưng mà dưới thời của Joe Biden thì việc này đã chậm lại. Do đó, bây giờ chúng ta cần là một tổng thống cứng rắn, có lập trường rõ ràng. Nếu như mà ông Trump kỳ này lên, tại vì ông là đại diện, ông coi như là bây giờ đảng Cộng Hòa chỉ còn mình ổng thôi. Tất cả các ứng cử viên khác bỏ cuộc hết rồi. Coi như ông Trump chính thức đại diện cho đảng Cộng Hòa rồi. Và nếu mà ông đại diện ra mà ông thắng cử kỳ này, nhiệm kỳ 2, thì tôi nghĩ rằng Ông sẽ thúc đẩy mạnh mẽ. Thứ nhất là những cái quốc gia như Malaysia hay Indonesia sẽ nghiêng về phía Hoa Kỳ. Tại vì họ vẫn coi trọng cái giá trị bảo thủ, cái giá trị của tôn giáo, cái giá trị của gia đình xã hội. Do đó họ không chấp nhận cái khuynh hướng băng hoại, cực tả và cấp tiến của Joe Biden. Ông Trump lên, ông chấn chỉnh lại điều này. Ông Trump lên là ông sẽ chấn chỉnh về đầu tiên hết là cái niềm tin tôn giáo. Nó phù hợp với lại Malaysia, hay là của indonesia bởi vì những quốc gia này là những quốc gia gần như là tôi nói quý vị là thần quyền đi chung với lại à, thế quyền tức là một mặt họ điều hành quốc gia theo cái tinh thần pháp trị nhưng dựa trên cái giá trị của tôn giáo nếu quý vị gọi là thần quyền cũng được thì quý vị họ điều hành quốc gia từ indonesia qua tới malaysia là họ dùng một phần cái đạo luật Sharia của Hồi giáo trong xã hội của họ. Thì quý vị, do đó họ không chấp nhận những cái tư tưởng phóng khoáng. Chính vì vậy mà khi mà ông Trump lên trở lại, tức là phe Cộng Hòa lên trở lại, thì có nghĩa là cái giá trị của xã hội và cái giá trị gia đình, tôn giáo được đề lên hàng đầu. Nó phù hợp hơn. Thứ hai là sự công bằng. Ông Trump không đem những cái chuyện này áp đặt những cái định chế khác, ví dụ như là IMF, World Bank hay ADP là những cái định chế tài chính cho các chính phủ vay tiền phát triển kinh tế. Ông Trump sẽ hủy bỏ tất cả những cái quy tắc nghiêm ngặt về môi trường để tạo cho những cơ những quốc gia này có dễ dàng vay tiền hơn. Ông sẽ hủy bỏ, tại vì ông Trump ông rất cứng rắn trong vấn đề môi trường. Ông sẽ hủy bỏ tất cả những cái quy tắc mà quy định nghiêm ngặt về môi trường để mà hỗ trợ cho tinh kinh tế do đó những quốc gia này dễ dàng vay tiền của imf của world bank và của adb nhiều hơn thì họ sẽ tránh xa trung quốc họ sẽ chấm dứt cái một phần đai một con đường với trung quốc bởi vì vay tiền của trung quốc là một cái risky và đã nhiều quốc gia bị thất bại và bị phá sản không trả được nợ bị kéo đi tất cả những cái bến cảng những cái đường đầy xe lửa như là ở kenya hay là ở sri lanka rồi do đó vay tiền của trung quốc là một cái điều nguy hiểm vô cùng nhưng họ không còn chọn lựa Không có tiền đâu mà làm Do đó khi ông Trump lên Ông sẽ buộc tất cả những định chế tài chính này Phải chấm dứt tất cả những cái chương trình mà Gọi là khí hậu toàn cầu Vì vậy mà quý vị Joe Biden làm suy yếu Nhưng may mắn là chúng ta còn có 9 tháng nữa thôi 7 tháng bầu cử và 9 tháng có tổng thống mới Do đó cái tình hình này nó chưa đến nỗi tệ hại và ông Trump lên kịp thời có thể cứu vãn được. Do đó, bây giờ tình hình của Á Châu nó trở nên phức tạp hơn. Nó trở nên phức tạp hơn và đây là lý do tại sao Trung Quốc thẳng tay với Philippines, sẵn sàng uy hiếp Philippines. Là bởi vì họ nắm được cái cái sự gọi là ủng hộ mạnh hơn từ những quốc gia Đông, Đông Nam Á rồi. Và bây giờ cái còn lại là phải trông chờ vào cái sự cứng rắn của Hoa Kỳ bởi vì sự cứng rắn Hoa Kỳ dẫn tới sự cứng rắn của các đồng minh khác Úc, Anh, Canada và những những quốc gia đồng minh như là Đài Loan hay là Nam Hàn hay Nhật Bản họ mới bắt đầu thẳng thắn đầu tư vào những quốc gia này còn bây giờ quý vị họ phân vân lắm tại vì chính họ không biết là Joe Biden có chính sách như thế nào mơ hồ như thế nào và bây giờ nó không rõ ràng khiến cho họ lừng khẩn và đây chính là cái cục diện tại Á Châu dưới triều đại của Joe Biden. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Hy vọng bài nói chuyện này cho quý vị thấy rõ cái bức tranh của Á Châu dưới triều đại của Joe Biden. Nó đang nghiêng dần cái cục diện của Đông Nam Á về phía của Trung Quốc. Nếu mà ông ta điều hành thêm 4 năm nữa thì coi như Hoa Kỳ sẽ mất toàn bộ ảnh hưởng tại khu vực này. Với cái thái độ của Joe Biden. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.